Trăng mật ấm áp của John Huy Trần và bạn đời tại Canada. John Huy Trần đã cùng người tình đồng tính trải qua kỳ trăng mật ngọt ngào tại xứ sở lá phong. Sau khi đăng ký kết hôn cùng bạn trai Nghiêm Huỳnh hồi tháng 12 năm 2017, John Huy Trần đã lưu lại Canada để hưởng tuần trăng mật với bạn đời của mình. Canada được xem là quê hương thứ hai của biên đạo múa John Huy Trần vì đây là nơi anh sinh ra và lớn lên trước khi về Việt Nam hoạt động. Canada cũng là một trong những quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng giới. Cặp đôi đã hẹn hò được 8 năm qua và quyết định tiến tới hôn nhân vào năm ngoái. Quyết định này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Trong suốt 8 năm qua, cả John Huy Trần và Nghiêm Huỳnh nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng cuối cùng họ cũng quyết định về chung một nhà. John Huy Trần sinh năm 1979, anh về Việt Nam làm giám khảo cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Anh hiện làm chủ của một trung tâm dạy múa ở thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên tổ chức các chương trình dành cho cộng đồng. John Huy Trần cũng là một trong những số ít nghệ sĩ tại Việt Nam dám công khai giới tính thật. Trong đời sống hôn nhân, Nghiêm Huỳnh phụ trách việc chăm lo, giữ lửa để người bạn đời của mình tập trung cho sự nghiệp. Cả hai hiện đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.